xin chào tất cả các bạn trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng tính năng review một tài liệu trong Microsoft Word 2017 khi các bạn làm việc nhóm với nhau thì việc trao đổi tài liệu là điều rất cần thiết và khi trao đổi tài liệu với nhau giả sử tôi bạn tôi có một tài liệu và nhờ tôi góp ý thì tôi sẽ sử dụng tính năng review của Word 2017 để tôi góp ý ví dụ như tôi muốn anh cha bạn của tôi nên bỏ cái câu này và thay bằng một câu khác thì tôi sẽ đưa vào một cái chú thích mà ta gọi là comment và chúng ta sẽ đưa nội dung vào cái chú thích đó hoặc là khi tôi xóa một cái dòng chữ nào từ cái file mà bạn tôi gửi cho tôi thì nó sẽ được ghi chú lại để bạn tôi biết rằng tôi đã xóa nó và thay thế bằng cụm từ mà tôi đưa ra. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành sử dụng tính năng review này. Giả sử như đây là một tài liệu mẫu của tôi và bây giờ tôi muốn sử dụng tính năng review thì trong cửa sổ Word thì tôi sẽ ra chuột đến tính năng Review và tôi nhấn chuột trái ở đây. Sau đó tôi sẽ bôi đen một cái đoạn nào đó và tôi sẽ insert một cái comment để nha nói với bạn tôi rằng là ở đây tôi có một chú thích. Ví dụ tôi bôi chọn support và tôi ra chuột đến nút New Comment. Ở đây thì tôi sẽ nhập cái nội dung mà tôi cần chú thích cho người bạn của mình hiểu ví dụ như cần thay thế. Và ở đây chúng ta cũng có thể insert hình ảnh vô. Tôi ví dụ như tôi sẽ insert một cái bức hình vô đây thì tôi sẽ chọn menu insert và tôi chọn picture. Sau đó tôi sẽ chọn một bức hình nào đó. Như vậy là tôi đã có được cái nội dung comment và một cái picture minh họa. Thì cái picture này bạn có thể làm cho nó phù hợp với cái ngữ cảnh của mình và ở đây tôi cũng có thể định dạng phong chữ hay là kích thước cho cái ghi chú của mình quay lại cái menu ngữ cảnh review ở đây chúng ta thấy là khi chúng ta thay đổi một cái gì đó thì nó sẽ đều lưu lại nếu mà track trên được chọn thì bạn thấy là nó sẽ có một cái hình tô màu cam như thế này giả thử tôi nhấn vào lần nữa thì hiện tại track trên không được chọn sử dụng track trên để lưu lại tất cả những sự thay đổi của bạn những cái tác động của bạn lên tài liệu này ví dụ như ở phần advertising đây tôi sẽ chọn tính năng track trên và bây giờ tôi sẽ xóa chữ này và tôi thay từ bằng quảng cáo thì các bạn thấy là từ advertising được gạch ngang ở giữa và cái từ quảng cáo của tôi được thêm vào thì phía ngoài này khi mà tôi thay đổi thì nó sẽ có một cái đường gạch như vậy là tôi sẽ lưu tài liệu này và gửi lại cho bạn của tôi và bạn của tôi sẽ hiểu rằng là những cái thay đổi gạch như thế này là tôi đã xóa và tôi thay bằng từ này bạn có thể thay đổi cái định dạng của những cái nội dung như là nội dung bạn thêm vào, nội dung bạn xóa đi, vân vân. Và để làm được điều này thì bạn sẽ chọn Track Chain. Bạn thấy có một tam giác sổ xuống, bạn nhấn chuột trái vào đây. Thì ở đây sẽ có một Chain Tracking Option. Thì bạn sẽ nhấn chuột trái vào đây. Và ở đây sẽ có những cái tùy chọn như là ở phần makeup phần Exception. Thì sẽ có những cái, cái kiểu. Đối với trường hợp bạn chèn vô thì nó sẽ định dạng như thế nào? Chỉ màu sắc in đậm, in nghiêng hoặc là gạch chân dưới, hai đường gạch chân hoặc là gạch ngang từ. Và cái color của bạn là gì? Bạn chọn một cái màu mà bạn thấy phù hợp với mình. Tương tự như vậy phần deletion thì bạn sẽ chọn cái định dạng như thế nào khi mà bạn xóa một cái đoạn hoặc một cái câu nào đó. Và khi bạn thay đổi cái hàng thì bạn cho cái đường gạch ở phía ngoài nó vị trí nào thí dụ như một cái đường viền bên trái một đường viền bên phải hoặc là một đường viền phía ngoài bạn thấy là hiện tại cái đường này đang là ở phía ngoài thì do chúng ta chọn outside border và trong phần comment thì chúng ta sẽ chọn cái màu cho comment là gì rồi trong phần move nếu chúng ta check vào một chúng ta đánh dấu check vào một track move thì khi bạn di chuyển một cái đoạn văn bản này đến một chỗ khác thì nó sẽ có những cái hiệu ứng do bạn định nghĩa ở đây ví dụ như double strike through thì nó sẽ đưa ra hai cái đường gạch và tương tự như vậy thì ở phần các phần tiếp theo thì cũng đều có ý nghĩa là định dạng cái kiểu mà chúng ta thay đổi và sau khi tôi đã chọn xong những cái thay đổi của mình thì tôi sẽ chọn OK bạn sẽ thấy là ở một có một tùy chọn là display for review thì ở đây sẽ có những cái lựa chọn như thế này final showing makeup tức là cái hiển thị cuối cùng ví dụ như tôi chọn mục này thì bạn thấy là khi tôi thay đổi đều là được ghi nhận nếu tôi chọn ở mục original thì nó sẽ lấy lại cái tài liệu ban đầu mà tôi chưa có đưa comment cũng như là các track chain những sự thay đổi của tôi và nếu ở phần original showing makeup thì nó sẽ hiển thị lên những cái mà tôi đã comment và những cái mà tôi đã thay thế. Tức là cái phiên bản tài liệu hiện tại mà đã được đã sẽ hiển thị lên những cái thay đổi. Và ở một final thì khi tôi chọn final thì tức là những thay đổi của tôi mà có hiệu lực hết thì nó sẽ như thế nào thì tôi chọn final. Thì các bạn thấy là chữ advertising đã đi mất và thay bằng từ quảng cáo và cái comment ở đây cũng không còn nữa. Bây giờ tôi sẽ chọn lại cái chế độ xem là final showing. Và còn một phần nữa là ở phần show makeup thì các bạn có thể điều chỉnh để cho cái tài liệu của chúng ta chỉ hiện các comment hoặc chỉ hiện những cái phần nào chúng ta insert hoặc là xóa đi hoặc là hiển thị những cái định dạng mà chúng ta thay đổi. Có thể là bởi cái người thay đổi là ai. Giả sử như trong một tài liệu, nhóm chúng ta làm việc có thể có nhiều người. Và do vậy thì bạn chỉ muốn thay đổi, bạn chỉ muốn xem những cái ghi chú của một cái cá nhân nào đó. Thì bạn chọn cái user của họ ở đây. Giả sử như có nhiều người nó sẽ đưa ra nhiều mục cho bạn chọn. Ở phần Reviewing Pen sẽ cho phép chúng ta xem cái chế độ xem đối với những cái comment, tức là những cái ghi chú như thế nào. Tôi nhấn chuột trái vào Reviewing Pen thì các bạn thấy là nó sẽ bật ra một cái cửa sổ nhỏ để hiển thị những cái comment của chúng ta ở bên này. Như vậy, bạn thấy là nó ghi nhận là delete tức là xóa advertising và chèn vào phần quảng cáo. Và tác giả làm là show 01 Và nếu chúng ta muốn quay trở lại chế độ xem ban đầu thì chúng ta sẽ bỏ chết vào một review in pen vertical. Như vậy thì khi chúng ta thay đổi thì tôi gửi lại cho bạn tôi, giả sử bạn tôi mở tài liệu này lên sẽ thấy những thay đổi như thế này và bạn tôi đồng ý với những thay đổi thì họ sẽ chọn accept. Họ sẽ duyệt qua từng cái comment, từng cái thay đổi và họ sẽ đồng ý từng cái một hoặc có thể đồng ý tất cả những cái thay đổi trong tài liệu này. Thì ở đây tôi sẽ chọn accept on change in document để thay đổi để chấp nhận tất cả những cái thay đổi trong cái tài liệu này và khi tôi đã chấp nhận thay đổi thì giống như chế độ xem final thì chữ advertising sẽ được thay thế bằng từ quảng cáo và cái comment này vẫn có ở phía bên phải của, ở phía bên phải của chúng ta thì khi các bạn chấp nhận những cái thay đổi thì comment của chúng ta sẽ vẫn hiện còn cái phần mà chúng ta thay đổi mà chúng ta ghi nhận phần track change nó sẽ áp dụng uh, giống như ở chế độ chế độ xem final và nếu và nếu chúng ta muốn không có áp dụng những cái thay đổi của tôi đưa vào tài liệu mà bạn tôi đưa cho tôi khi tôi gửi lại tài liệu cho bạn tôi thì bạn tôi sẽ chọn một cái tính năng đó là reset những cái thay đổi tôi ví dụ như tôi sẽ nhấn ctrl z để quay lại cái comment của tôi giả sử như tài liệu này tôi gửi cho bạn của tôi và bạn tôi không đồng ý với việc thay thế từ advertising bằng quảng cáo thì bạn tôi sẽ chọn tính năng reset ở đây sẽ có những cái tùy chọn như là reset và di chuyển đến mục tiếp theo có nghĩa là cái comment này tôi sẽ từ chối thay thế và tôi sẽ di chuyển đến comment tiếp theo để xem có phù hợp hay không reset chain tức là không chấp nhận thay thế ví dụ như ở đây tôi chọn reset chain thì các bạn thấy là nó sẽ quay nó không bỏ từ, từ quảng cáo ở mục à, tôi cancel ở mục à, chúng ta nhấn tam giác sổ xuống ở mục reject on change in document tôi sẽ từ chối tất cả những cái thay đổi trong tài liệu này thì tôi sẽ nhấn vào cái mục này thì khi tôi nhấn vào mục này thì các bạn thấy là phần advertising đã không còn từ gạch ngang nữa và nó giống như là ban đầu và ở đây cũng có thêm một cái nút đó là next change tức là nó sẽ khi bạn nhấn vào đây nó sẽ đi đến cái comment tiếp theo và để bạn có đồng ý hay là từ chối nó thì khi bạn đồng ý thì nó sẽ áp dụng cái mà người khác thay đổi ví dụ như bạn của tôi gửi tài liệu cho tôi thì khi bạn tôi đồng ý thì những cái thay đổi của tôi sẽ có hiệu lực là được áp dụng trên cái tài liệu đó và nếu như bạn tôi reset nó đi tức là từ chối nó đi thì những cái thay đổi của tôi hoàn toàn không có hiệu lực như vậy là chúng ta đã đi sơ qua phần review cái chức năng review cho phép chúng ta xem xét đánh giá nhận xét ghi chú một tài liệu và hy vọng là với cái hướng dẫn này sẽ giúp ích cho bạn để chúng ta có thể trao đổi dễ dàng khi mà chúng ta làm việc nhóm với nhau đây là một yếu tố rất cần thiết xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chủ đề này